phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn. Giới thiệu các bác, đây là một ngôi làng cổ và đây là một cái gốc đại cổ thụ khoảng 40 năm. Đây là cây đại. Đó, cây đại, một cái cây mà nó thể hiện ở chốn miếu, đình. Đó. Tư tưởng yên vị đã và đang kìm hãm tiến độ đổi mới, lợi ích nhóm, tham nhũng, tư lợi cá nhân đang kìm hãm trong cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Tình trạng quan chức lập doanh nghiệp phân trước phân sau tràn lan. Công cuộc phòng chống tham nhũng đang được đẩy mạnh và có cơ sở pháp lý để thực hiện, thì có điều luật cấm hẳn các quan chức thành lập doanh nghiệp phân sau trong luật phòng chống tham nhũng vừa được Quốc hội thông qua tuần này. Tuy nhiên, luật quy định đây là cái đề. Cái đề này thì có khoảng tầm 70 năm tuổi. Đấy. Phần dễ. Nó rất là chắc. Và thân của nó là dân chủ. Cái cổ thụ nhá. 70 năm tuổi. Đây là cái quả bom thời đại kháng chiến chống Mỹ. Đây là quả bom xịt và được Việt Nam mình treo vào đây là tạo thành cái kẻng, kẻng nàng, dùng trong những trường hợp mà báo họp dân hay báo động hay có cái sự việc gì cần triệu tập, cần thông báo đến tất cả người dân trong xóm, trong thôn. Đó. Kia là cái bộ loa, loa loa này gọi là loa truyền thanh của thôn, của xã. Miếu Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ đòi ở vị phó bí thư thường trực thành ủy lời xin lỗi, mà còn yêu cầu xử lý âm và tìm chưa được những người không được nhóm trong các thời gian. À chị à? Đây, cái này gọi là cây đa giếng nước sân đình, một cái dòng văn hóa cổ của Việt Nam. Đó. Văn hóa rất cổ đúng không ạ? Cây đa này tôi nhớ cách đây 20 năm thì chúng tôi đã trèo lên đây để chơi trò chơi buổi trưa, và bản thân tôi đã ngã từ cái cánh trên này, ngã xuống mà bị gãy tay. Thì lúc đấy là tôi nhớ là cái khoảng cách mà bây giờ tôi đang với đây này, tôi đang với được này, là tôi không thể với được. Tôi phải nhờ một người khác kiệu lên thì tôi mới bấu được vào chỗ này. Cách mặt đất khoảng tầm 1m6. Đó. Thì các bạn thấy là đây là những cái cây tại chùa nhá. Đây là chùa. Đó. Rễ cây. Đó. Rất là cổ thụ. Đó. Chùa. Đây là chùa. Gọi là cây đa giếng nước sân đình. Một trong những cái nét ở văn hóa cũng như cái hình ảnh truyền thống nên là cái rễ. Rất là gợi mở đến làng quê Việt Nam đúng không ạ? Đây là cái chùa, gọi là chùa của làng. Đó, để cho các cụ gọi là đi chùa.